chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy, chắc chắn là thứ hai. Đéo hát, đủ má nó 4-1 rồi kìa. Đủ má hát ghê quá, nó 4-1 rồi kìa. Top thì khỏi lo rồi, nó sẽ đi cái bay này. Lo đéo gì. Hãy yên tâm, đấng gánh hết. Đấy, thảo ơi, win lo lan lại đây kìa. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có đấng ở đây rồi. Ba không bình thường gì, ba không bình thường, bình thường thôi. Ôi chết mẹ, 11 giờ chưa kêu cơm, nó đói quá. Hasagi. Nào. Justice. That's a pretty word. Chim. Chim ơi, chim ơi. Ra lẹ đi chim ơi, sao mày ra lâu vậy chim? Virtue is no more. Đến tóc chim chuối thôi. Không phải lát là ok, nó chắc chắc rồi. I alone decide my fate. Farm đi bạn. The sword's poor company for a đầu tư chứ, trời ơi, có mạng là phải đầu tư chứ. Ngày gì không đầu tư. Lên đồ sớm sớm sỏi chết cụ gì coi. Tao bây giờ đi xỏ gì rồi. No one is promised tomorrow. My honor left. Hihi.
vãi. Làm đi đứng ok cho. Đó, có đồ rừng rồi. Chơi chơi thôi chi. 1675 là ăn con cua. Ăn con cắp nó mới đủ. Dying's the easy part. Này chỉ là hành nó sớt không cho nó farm mà được rồi. Ờ, hành vậy là được rồi. Tuy tình không nó farm nhiều không nhiều quy quá là ok. Ai, xuống chiếc chuối kìa. Thằng này không về à? Giết mày luôn bây giờ. Nó đã bắn không lụng lớp siêu của mình là mình executed. Thế là xong thôi. Vậy lên cái ma vũ nữa là ừ rồi lên top rồi xong rồi. Mà nó cướp bùa mình rồi. Má mấy con rít nó đánh cũng chết rồi. Mất phải lát. Rồi dính cái ngủ rồi mà chết cụ mày đi. Chết hai bùa. Đùa hả mày. Rồi nha mát. Tao chỉ cần mát cái mẹ lúc này thôi là chúng mày xong chúng mày với tao rồi. Gì mà ngon hả mày. Không, Zoe biết đánh là ok rồi. Ván này win tốt. This story is not yet finished. Thank you.
rồi, đi chết. Nãy xe nó bè ghê quá. Zoe đánh 2, ok. Zoe đánh 2 là ok rồi. Ô, chưa chết đi. Ăn rồng. Why? The sword is poor company for a long road. Time's the easy part. Atalio! Ăn hoài để người ta farm coi. Ấy địch mà em tóc bế lên kìa. Vãi flash. Nó lát lên nó chơi tôi luôn kìa. Móa. Vô tường. Chơi hồi E. Nhìn lại biết chơi hồi E này. Hồi E là vô tường là bắn chết luôn. Chết rồi. Rồi win rồi. Team mình win rồi. Team giờ là win rồi. Đánh gì nữa. Tôi quá xanh rồi. Gì vừa giờ nó ba màn mà nó còn không xanh bằng mình, giờ mình xanh hơn nó nhiều luôn. Xanh hơn nó 800 vàng luôn. Ý là chấp trước 900 vàng, chấp trước 1k vàng. Lấy lại 900. Lấy lại được. Ôi chết mày. À, quả này ẩu quá. Má con Soraka nó đặt cái sai lần đúng lúc. Đúng lúc mà mình lóc nó lên cái nó đặt cái sai lần dưới trên mình không ulti được.
thôi là đi hết chúng nó rồi. Nó giết hết luôn á. Có đâu ulti được là giết hết. Buồn thiệt chứ. No one is promised tomorrow. Mà mấy bố lâu lâu mấy bố kém mấy con bự của tôi hoài vậy. Để lên cái vô cực cái rồi lên tanh coi. Đủ con gì solo coi nè. Không lốc chúng mày, mày đánh đéo lại tao nữa. Tụi bóc. Má nó. Được bắn free rồi. Hìa đi. Ôi hên. Má chi tên là bắn đầu quá. Sao ông Adriel của mình ông tù như ta, sao ông không lên găng tay đi. Lên găng tay đi là lên là ngon nãy giờ rồi. Ôi rồi. Chít tà nào nó xanh quá. Gì thì đéo sợ giờ tới sợ chít. Ông giấy bà cố đó không chịu lên găng tay. Đi cũng lên tâm hợp đồng đam kìa. Lát nó đang gánh con Ezreal á. Giờ chỉ Ezreal vô dụng rồi. Anh rồng thôi. Rồi chứ hay ấy chứ. Chứ kiểu này là thua rồi đó, đổ mất lao lên phía là mầm trong ban nó càng ngày nó càng xanh. Đâu đến nỗi gọi là xanh quá hay là mày ghê gớm lắm đâu mày. Thằng Di nãy giờ đang được gánh luôn đấy chứ không phải nó gánh tim gì đâu bạn. Thằng Di nãy giờ nó đang được gánh đó. Cái xanh như nó mà bây giờ nó thọt lại. Nó đang được gánh ngược. Đánh đầu này tới.
đéo tao ulti thứ mày. Đang gánh tim rất hết sức nhiệt tình. Gì vậy? Ôi đấng gánh tên, đấng gánh tên con mẹ nó đây. Có vô cạc à, quên, có vô cực là thấy khác liền. Nó lộn nó lại. Má nó chạy nhanh thế. Đừng nói gì hết.
Đừng kinh hết. Bơ ra đây. Thằng nào con nào bơ ra đây. Em sai rồi. Em sai rồi. Riêu nè, giờ nó mạnh rồi. Nó sắp mắc đồ rồi, giờ đâu sợ nào nữa đâu. Thế là xong rồi, ok. Đợi đấng. Không có đấng nó sợ hết chứ mày giờ. Trời ơi, nó bóc kìa. Nó bóc chịu gì nổi. Adriel quy lại cái chết mẹ rồi, quy thằng này. Thằng lắc nổ, Adriel quy lại cái chết mẹ rồi. Rồi xong rồi đó. Thấy là thấy win rồi đó. Bay lên map. Đó, trời ơi, easy win luôn. Rồi giờ đứng qua đó mà mấy thằng chủ rồi chủ chết chứ hết mẹ rồi đánh gì nữa. Ồ tới giờ vay sổ rồi, vay sổ lên rồi, im nãy giờ rồi, giờ tới giờ sổ lên rồi. Nãy giờ không được sổ, giờ sổ rồi đó. Cái thằng gì từ đầu game tới giờ không được sổ, giờ vay sổ lên rồi. Để tôi giết nó coi, chứ gì phải nhà đấy. À sai vô lên là ulti là nó chết mẹ nó rồi. Trời ơi đấng. Bét đấng. Trời ơi chị gánh tim là chỉ có thể là đấng, cứ phải gánh đổi cái tim này thôi. Chỉ có thể là đấng mà thôi. Chỉ có thể là đấng mới có thể mà gồng gánh cái tim như thế này thôi. Đấng quá ghê.